xin chào các bạn. Hôm nay thì chăm sóc laptop sẽ hướng dẫn cho các bạn là thay một cái màn hình của một cái laptop HP. Một số những dòng laptop B full viền sau này thì trong này nó có một lớp keo là keo dính nè. Keo này để cái dính giữa cái màn hình và cái mặt A của máy vỏ nhôm á. Thì các bạn nên cuộn cái khi mà bạn lấy được một cái mối keo này rồi bạn cuộn lại và bạn kéo nó lên nhé. Thì nó sẽ gỡ rất là dễ dàng. Một số bạn nếu mà từ hồi chưa có làm không để ý thì tháo cái này rất là khó khăn nhé. Chúng ta chỉ cần kéo nó lên. Đây, con thấy có thể là cuộn tròn này lại. Tại vì cái keo này các bạn phải biết cách tháo, còn không biết cách tháo bạn tháo rất là cực nhé. Keo này keo chuyên dùng của nhà sản xuất. Khi mà chúng ta tháo lên chúng ta tách ra rất là dễ nha. Tương tự như vậy ở mặt bên này nhé. Thì bạn có thể dùng một cái nhíp nhọn bằng một cái banh nhựa nhọn để bạn cạy cái lớp keo này ra và bạn cuộn lại. Nó có một cái mé nhỏ bạn cuộn lại và rút nó lên nhé. Đây. Chúng ta đừng để mất cái điểm mà bị mất cái mối, chúng ta sẽ làm nó cực nhé. Như là giữ cái mối lại, chúng ta xoay đều cho nó theo cái nhíp và chúng ta kéo nó lên. Rồi, và chúng ta gửi nó ra. Cái đây là cái bước quan trọng nhất và hơi cực nhất trong cái việc thay màn hình này thôi. Này, sau đó chúng ta là ở đây nó có một cái lớp keo để nó cố định cái sợi cáp nè. Chúng ta bị cắn cái nút màn hình, nút kích nguồn đây là nó lên hình. Chúng ta sẽ đào đi và chúng ta tắt nguồn và chúng ta hãy gắn vào nha. Hả? Anh chú ý thì sau khi tháo cắp màn hình ra các bạn, ở đây nó có một miếng keo để nó dán màn hình, nhưng khi chúng ta gỡ ra thì chúng ta cần gắt thêm một miếng keo khác để chúng ta cố định lại sợi cắp màn hình cho nó chắc chắn, để khi khách hàng có thể là gập lên gập xuống màn hình nó không bị ảnh hưởng tới cắp màn hình nha. Và bốn cắp đó chúng ta cho vào bốn miếng keo hai mặt. Lưu ý các bạn không nên cho vào quá nhiều, khi gỡ ra rất là cực, nên chúng ta cho vừa đủ để cho nó giữ cứng màn hình trên cái khung màn hình là được. Sau đó chúng ta tiến hành lắp vào, lắp ngược vào theo quy trình ngược lại là ok nhé. Thì tới đây thì chăm sóc tóc đã chia sẻ cho anh cái cách để mà thay một cái màn hình. Đối với những dòng là màn hình là vỏ nhôm, mà cái dòng vỏ nhôm mà cái loại màn hình full viền và full HD, các bạn lưu ý cách tháo keo như cách mình đã truyền bày phía trước để áp dụng vào thực tế một cách cho nó chuẩn xác nhé. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.